anh chị đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tè. Hôm nay con xin giới thiệu có lô tùng giống bên con được quý chị. Là chiều cao cây tầm 30. Dạ. Dạ. Chiều cao cây là tầm 30. Dạ. Thì cành rất là đẹp luôn quý chị, được vô chỗ xe 6. Dạ. Tùng này quản đi giống luôn quý chị. Dạ. Đó quý chị. Rồi sờ cái lô. Lô rất là sung phát luôn. Đây là cũng lô này là đặc đắc và hết lời luôn. Cây à, rất đặc à. Dạ. Cặp cây luôn chứ sao. Cặp cây. Đó cảm bỏ này thổi. Quá trời. Chín cây. Nó chung chị. Đó, thấy nhìn thấy xa xa luôn chị, thấy những cái cây bự to luôn chị. Dạ. 20 năm. 20 năm mới chú chị. Dạ. Dạ, vừa dưỡng già. Thấy mời quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy không? 20 năm, bán một cây là sống 1 năm. Quý chú anh chị hình dung con là 20 năm, bán một cây là sống 1 năm. Đó, cái bài toán kinh tế rất là đơn giản thôi. Mình mua 100 cây thôi. Mình 20 năm sau mình bán một cây là mình sống 1 năm, là mình dưỡng già là cực kỳ luôn rồi. Đó, cây cái chị chuyên nóng. Đây là những các bạn tìm trái. Dạ, từ cái giống của con á mà lên được cái này là tầm 2 năm thôi chú anh chị. Cao có này có hơn 1,5 mét đâu chú chị, tầm 2 năm được như vậy. Thì từng giai đoạn nó phát triển của nó của chú chị, nó tới 20 năm mà của chú chị biết cái nghĩ cái độ lâu nó cũng lâu lắm như chú chị ơi, thấy bán cây đáng tiền nhưng mà rất là lâu chú chị. Tổng thời gian này của chú chị phải giờ nền nữa chứ không phải mà tổng bỏ hí nữa chú chị, tổng thời gian của xây bầu bứng rồi giờ nền nó cho nó gãy sau này nó mới đẹp. Rút là nó đang không. Bạn này trồng được rõ rẻn con năm nè quý anh chị. Năm được như vậy nè. Nào lông lá yếu quá mình thì từ mình nuôi dưỡng lên quý anh chị. Từng giai đoạn chuyển của cây là như cái giống vậy đó. Đất làm mô nhỏ vậy cho con, từ từ mình nới mô ra bự chút xíu, nới ra. Thì bên con thì dạng chen canh cái này cái nọ luôn quý anh chị, đặng lấy ngắn nuôi dài. Tại mình lo mình bán mấy này trước nè, thấy vậy chứ mấy bạn này bán trước thôi quý anh chị, có vài chục ngàn bộ thôi nhưng mà nó lấy ngắn nuôi dài quý anh chị. Mô hình này rất là hay, nó là những cái chen chen những cái hàng cao bình thường. Xem vô lấy ngắn nuôi dài mình nuôi được những các bạn lớn như vậy đó quý anh chị. Những các bạn lớn thì bự bự rồi quý anh chị, bứng ra dời ra mà lộ quý anh chị. Thứ nhất là để một ánh nhìn của người ta nhìn vô của chú anh chị là mình thích cái nào vô mấy cái mình đo hoành là mình chốt liền. Thứ hai nữa thì gần ra lộ quý anh chị, vận chuyển hoặc cẩu đi nó rất là dễ hơn. Ở trong phía trong này thì mình để mình nuôi những cái cây nhỏ hơn của chú anh chị để từ từ nó lớn ra. Đây là hiện tượng là lấy ngắn nuôi dài. Rồi, cô chú anh chị nào cần lấy giống những bạn này xin liên hệ bên chị con một lúc đó.